Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giết người à? Chuyên mất lạc dân Đấy lại đó cái kìa. Cháu ấn cô, bọn nó
Nó ra chả biết anh em như nào, bắt đầu chú quay vào máy như thế nào. Mày nghĩ địch mẹ với công an nhá. Đau, để đi tù là cùng. Thôi em ơi, đau quá em ơi. Địch mẹ mày. Công an đi chả công an. Nó mặc sắc phục đàng hoàng mà nó ra nó đánh một cháu. Không, cháu đưa nó về, kể cả công an nó phải ra công an. Bọn cháu mất tiền thế đi tù cũng được. Công an như thế này không được. Hai, ba thằng nó mặc sắc phục đàng hoàng mà nó ra nó đánh một cháu. Là như nào? Mày công an kiểu gì? Cháu đã đánh nó cái nào đâu? Mày chạy được, mày chạy mẹ mày đi.